Ok, và đó xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Huy Minh đây, mình đã quay trở lại với vlog đây. Thì hôm nay mấy ngày nay dịch đó mọi người, nên mình không thể ra video, nên mình sẽ hạn chế ra video nha. Thì hôm nay mình sẽ cùng bạn Binh săn 5 con du biển, có thử nó ra chát quỷ hoặc là cái món đồ gì hiếm hay không ha. Ok, vẫn như một khi, bắt đầu vào video thôi. Thì hiện tại bạn Binh đang ở ngoài đây chờ du biển ha. Thì mình cũng sẽ chạy ra chờ luôn ha. Thì hiện tại mình đang ghi âm nha. Có cái gì ồn ở bên mình thì các bạn thông cảm cho mình nha. Ok. Mình đang hỏi lên tới mình hỏi bạn Bo là anh Stan đúng chưa ha. Thì hồi nãy anh Stan gamer có vô video có vô đây chắc là quay video mọi người. Mình không biết anh út rồi sao ấy. Hỏi đúng chưa đã. Hey Binh ơi, Binh trả lời cái gì vậy? Chạy đi. Thì các bạn gặp du biển thì các bạn cứ dụ vô cái hòn đảo gần nhất ha, các bạn săn nó chùi rất mẹo. Các bạn cứ gần dụ vô gà ảo gần nhất các bạn săn nó ha. Các bạn ở ngoài biển săn bắt lợi cho khi các bạn dùng sử dụng trái mera rồi ha. Nếu các bạn nó sẽ đuổi theo bạn ha, từ khi bạn chết ha là nó sẽ chuyển qua một người khác. Mà nếu bạn chết mà không có ai ở gần đó thì nó sẽ biến mất ha. Các bạn cố gắng dụ vô đảo ha. Dụ vô đảo nó có đánh các bạn nằm thôi chứ không có đánh các bạn nằm thôi chứ nó không có gì đâu, không có giết được các bạn ha. Easy thôi mà, dụ vô đảo thôi. Ủa sao một hồi dụ thấy bờ nội luôn á, chết kìa. Vô đảo rồi quăng bánh như thế nhở. Đây thì hiện tại thì có bạn Bo, bạn Binh. Hiện tại trong server này thì có bạn Binh ha, nên mình sẽ liều sống liều chết với con du biển này ha. Thì hiện tại mình nếu mình chết á thì mình sẽ nó sẽ chuyển qua bạn Binh, còn gọi là biến mất luôn ha, tại bạn Binh nó đứng gần mình mà đúng không? Đấy, bạn Binh ở trong server mà. Đấy, để em đánh vô biển này liều sống liều chết luôn. Các bạn cứ combo chữ X Z đó. Các bạn tới gần thì combo chữ Z lên chữ X nha. Tại chữ Z chữ X là combo gần mà đúng không? Rồi. Đấy đấy nhập gì. Quay đều có chết mà vẫn quay đều được nữa. Thôi bố không chịu luôn rồi. Chết nhanh chưa ta. Máu năng đầy mà. Các bạn ăn trái quỷ bánh du biển, các bạn ăn trái quỷ magu ha, hoặc là trái hi á là nó sẽ đứng trên mặt nước, các bạn sẽ tiện lợi hơn trong việc đánh du biển. Nếu các bạn ăn trái mera hoặc trái gì đó nó không có cái chiêu bay hoặc chiêu gì đó, các bạn dơ xuống nước các bạn như đi thôi. Giống như anh Jelly Gamer á, anh ăn trái Yoshi á mà hơn anh có tộc người cá nên anh sẽ bơi được một lúc khá lâu ha, hoặc là trái gura đó. Anh bị tí sao mặt là anh bị tí sắp mặt khi bị cháy chặn lại ở video trước á. Anh video trước anh cà khỉ mình chắc cay thế nhở. Pha mãi con du biển nó không ra một cái triệu hồi du biển luôn, mà anh Chelly Gamer hên đến nỗi mà lụm một phát ra luôn triệu hồi du biển kìa. Ôi giời, anh cà khỉ mình nó cho cay mấy nó chịu được. Ui bây giờ mình phải cố gắng mình lụm lại cái triệu hồi du biển mới được. Đây lại chịu ít thôi rồi lại đi một lần nữa. Rồi cây thế à. Hỏi mình ăn trái mago thì mình cho quà nhé. Thì mình tới đây mình sẽ hồi lại mana ha. Chắc vậy mọi người. Thì mình đứng trên bờ cũng hồi lại mana nhanh thôi, nhưng mà mình thích cái kiểu mà tấn công trực diện xong rồi đi luôn trực diện á mọi người. Các bạn có hiểu không? Các bạn hiểu comment bên dưới nha. Rồi trời chết mày. Con ơi sắp chết rồi nè. Mình nhờ với ta nó mà. Nãy giờ cuối cùng đánh sắp rồi. Bên đứng đây mình chỉ dùng chiêu C, chiêu E thôi ha. Vì chiêu C, chiêu E cũng là gây đam đốt ha mọi người ha. Đam đốt cũng là khá ngọt. Ui bạn Binh dùng Magu nó nắm xuống kìa các bạn. Ui đúng mạnh luôn á. Ôi chết rồi, chết rồi. Ok. Ui xịn quá. Rồi chết rồi, coi cái dai gì không ta. Rồi đồng vi vô tặng luôn rồi, không có gì luôn. Ok, tới đây con tiếp theo thôi. Thì ok, các bạn cũng đã thấy trước mặt mình là con hải sam. Ôi lộn, nhầm, con vua biển ha. Một con tiếp theo thì mình cũng đã biết được cái cách farm của bạn Binh ha. Mình ăn reset để bạn Binh chịu đòn ha. Rồi để mình ra đó mình chơi nó luôn. Bây giờ bạn Binh có trái magu mà bạn Binh chịu đòn lại, bạn Binh chỉ cần một chiêu C thôi là đủ làm cái con chicken rồi. Đấy. Các bạn thấy chưa, mạnh chưa? Ui kìa. Đánh chicken cũng đánh người ta, là đánh bạn Binh mà cũng đánh được mình, cay thế nhỉ. Rồi chóng hả, e này chữ C này hả. Các bạn cứ đứng Mera, cứ đứng trong nhà các bạn chữ C và chữ E thôi, bởi vì chữ C và chữ E nó khá dài lắm các bạn, nó xa lắm, chiêu của nó quắc là xa luôn.
chỉ có chữ Z và chữ X là chỉ có tầm gần thôi, còn chữ giờ là đương nhiên là biết rồi là bay đúng không? Đấy, nhờn đánh nãy giờ được nửa cái máu à, nhanh chưa các bạn? Cũng nhanh luôn á. Thì bên mình có tiếng chia tiếng chè ổn, các bạn tham khảo cho mình nha. Ok, đây nó đang phun nửa này, nó đang phun nước nè. Đây trà bá mày ba tam 11 đam liền, 11 hết đam á mọi người. Đây, đã hồi đó. E nè, Z nè, thấy bây giờ mới tao đấy à. Nó bác mẹ bây giờ, bác mẹ. Ôi rồi đánh này giờ, cái gì chứ kìa. Mày, nhờ mày. Như nào, muốn như nào mà đánh nhau không? Tí vô chơi nó luôn mọi người. Sợ gì ha. Ai đây phun nước kìa. Bùm, đấy, bạn bên đang đứng trong hốc đá không rồi. Đứng trong hốc đá là nó thải nước đó không sao đâu. Bây giờ mình còn chưa xe là chết con đó luôn ha. Thấy, ui, hiệu ứng của Magu mà khi kết hợp với trái mây ra, ui nó đẹp quá chưa. Đây chị em sắp chết rồi, một con, mày chết đi. Dài gì không? Rồi các bạn đã hiểu rồi đó, chắc cái thứ clip á. Đấy thì như các bạn hôm nay thấy đây thì sau mình là con lua biển hay đang giựt mình các bạn hay cái nút mình đang mình vừa mới giao luôn các bạn, mình vừa mới giao cái biển nó luôn, tự nhiên nó xuất hiện. Ôi thôi anh từ em chạy vô đâu gì đừng sửa đóng cửa hiện tại nét mình đang đóng cửa rồi, ngày mình không thể quay được thường xuyên ha, thì các bạn thông cảm cho mình nè. Ok bây giờ chạy vô nhà chạy vô đảo tấn công con du biển để lấy được sự triệu hồi sức mạnh triệu hồi du biển không mọi người, đồng vi vô tận đó các bạn. Nhưng coi thử nó mạnh cỡ nào, người thử nó da cỡ nào, mình pha một mấy chục con rồi nó méo nó da luôn, cay thế nhờ. Đây vậy mình chạy qua đây để con du biển nó tới gần hơn ha, các bạn cứ chạy gần gần du biển nó đứng gần, các bạn có thể dùng chữ Z và chữ X ha. Đấy, bây giờ mình thả cái chữ C quất đòn nó nè, nhờ các bạn dừng chữ C ơi, nhờ mày mình sẽ tua cái đoạn này ha, mình sẽ tua nhanh thôi. Ui đánh nó lâu các bạn, đánh lâu cực kỳ luôn á. Thì sau ngàn năm thăm ngàn và ngàn năm thăm ngàn thì mình cũng đã đánh gần chết con này thôi. Đấy các bạn cứ đứng ở đây thì các bạn chữ x và chữ e để nó cứ cuộn nó chết được cái dây không. Giờ nghĩ game mà vừa đó. Tự nhiên mình đang đi sang qua biển mình thấy cái cảnh này đẹp mà. Cảnh này mình nhớ một quay hiền nhân đã từng dạy cho mình, đó chính là có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi nhớ ăn gì nhớ ăn ức ăn cái ấy thôi. Các bạn hãy chiêm ngưỡng và tận hưởng cái chân lý này đi. Chân lý chắc là phản cảm chân lý chắc là thì hữu ích luôn á, hữu ích áp dụng xã hội hiện giờ luôn ha. Đấy, hiện tại là dịch Covid nha các bạn, đừng có đi ra ngoài nha, cẩn thận nha. Ok, bắt đầu cái phần phim biển thôi. Thì ok các bạn, hiện tại cũng đã thấy rồi đây, chỉ có mình thôi, bạn bên đi làm rồi đi gì mọi người, úp rồi mọi người. Hiện tại mình còn có mình sẽ đầu vi vô tặng với nó. Mình nói giỡn thôi chứ cái đầu vi vô tặng là mình đi luôn đấy, con đó nó biến mất thôi mọi người. Không mình đứng cái ok cái gì chữ sai á, chạy le kéo nó quỳnh cho ui cứ gần không biết chạy được không nữa, trời ơi toàn rồi. Được ổn mọi người, bây giờ mình lẽ cái gì á bay nè, rồi xong mình rồi toàn rồi ông giáo ơi. Nhảy vô đảo cái đó, đảo ở đâu ta, đi đúng hướng rồi, để mình bay nhảy vô đảo luôn rồi, kẹo chết lắm mọi người, nguy hiểm lắm. Hi, họ nhảy mình sẽ tui cái đoạn đánh nhau vô biển nha. Ôi trời đất mẹ ơi, đây các bạn cũng đã thấy đây, sau một hồi đánh xâm mặt rồi con vô biển thì nó cũng đã gần chết rồi ha. Mình đánh phải nói là chắc là lâu luôn mọi người, mình nếu mà không cắt clip á, mình không cắt video thì video dài tầm nửa tiếng hoặc là một tiếng luôn mọi người, chắc là lâu luôn ha. Tại trái mira của mình không đánh trực diện được, không gây tất cả các chiêu được, nó sẽ không tất cả gây tất cả cái đam cho cái chiêu thức ha. Chắc là yếu lắm. Ơi đớp trái quỷ này, cái gì rồi bà mẹ tha nó thôi ai mới từ đầu buổi của phim luôn trời ơi, chẳng thế nhờ, thôi chắc dừng clip á. Thì cái như các bạn cũng đã thấy rồi ha, mình đang đồng vi vô tặng với con du biển siêu nhân này, đánh mãi không chết đấy. Ôi ơi đánh châu thế nhờ,
Thì nếu các bạn thích video này, các bạn cho mình một like, share, subscribe lại cũng như là cái channel của mình và tất cả thành viên lú quá à, đăng ký cho mình ha, mình có động lực làm thêm những video khác ha. Thì hiện tại mình nhắc lại một lần nữa là đang dịch Covid, mình cứ hạn chế ra video ha. À, lâu lâu ra làng thôi chứ nét đóng cửa rồi ra nhiều quá không có clip cho các bạn xem, các bạn chửi anh nữa ha. Bây giờ đến với vấn đề chính là đập con du biển thôi mọi người ạ. À. Mà nhờ ông anh mày ra xem cái ao nhầm chi độ nhầm quả cầu lửa thà vậy đi. Đọc sai tùm lum hết tất. Nói con cuối này là con thứ năm mọi người, nếu mà con này nó không ra nữa thì mình xác định là số mình xui quá, chơi với anh Tấn Tài riết bây giờ nó xui. Chắc là bút nhân phẩm cho anh Tấn Tài hết rồi, bây giờ mình xuống mẹ luôn. Thôi nói vậy cũng không đúng ha, bởi vì số mình nó xuống sẵn rồi chứ không may mắn như ai khác ha. Tại vì lúc may mắn là do mình đi chung với anh Jelly Gamer đó, anh Jelly Gamer đã giúp bút mình ha, bút mình lên tầm cao mới, là nhân phẩm của mình lượm được trái hula, các bạn cũng hiểu rồi. Đấy, các bạn chỉ ra thì các bạn kêu mình là lụm, mình giấu à. Thì thật là không nha, mình đang quay video cho anh Jelly Gamer đấy. Mà anh Jelly Gamer phát hiện sớm quá nên mình dừng đi, tạm dừng cái là clip đó, mình không cắt, mình xóa bỏ mẹ rồi. Thì mình cũng mới tới đây thôi. Sau cái con này nữa thì mình up game thôi, up video ha. Đấy, có thể đó ra cái triệu hồi của skin hay không. Mình săn mệt, thấy mình nổi luôn mà nó không ra lắm mọi người. Ok. Đi ra, từ từ. Anh ơi. Chơi đồng quy vô tặng đó. À hơi nó chết rồi. Hay có dai không? Ui. Ok, nó ra được cái áo choàng màn hình các bạn. Đấy các bạn thấy chưa? Thì ok, cái clip này nó dài rồi các bạn. Thích video là trên một like, share, subscribe cũng như đăng ký channel của mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye, và hẹn gặp lại. Bye bye bye. See you again. Naruto.